20.000 ạ. Đây của con nha, cô gửi nha. Dạ, cháu cảm ơn cô. Thế về bố mẹ cho cô thêm 2 cân khoai đấy nhá. Dạ vâng ạ, cháu chào cô. Con chào cô. Chiều tiếp theo là nhà bác Tùng. Đi thẳng về đây chị ạ. Hai đứa, nhanh nhanh, cô đang gọi. Cô gửi tiền này. Dạ cô đây ạ. Cảm ơn hai đứa nhá. Cháu chào cô ạ. Alo, chị em mình đủ tiền để mua 2 chiếc cảm ơn rồi chị ạ. Thế thì bây giờ mình đi mua luôn nhá. Vâng ạ. Yeah, xong cuộc gặp mới rồi. Em lấy chồng kia. Cô ơi, lấy cháu hay cầm kia với ạ. Cháu gửi cô 300.000 ạ. Bên cô hết chương trình khuyến mại rồi, nên là nếu hôm nay mà hai con mua cặp ấy thì sẽ là 600.000 hai cái nhá. Hôm nay bọn cháu mới kiếm đủ 300.000, có cách nào để bọn cháu mua hai cái cặp này với 300.000 không hả cô? Bên cô lại vừa hết chương trình khuyến mại hôm qua rồi. À, cô có cách rồi. Bây giờ cô đưa cho con cái tờ phiếu đăng ký này, xong con điền ngày mua là ngày hôm qua nhá. Cô ạ, cháu cảm ơn cô đã giúp đỡ bọn cháu. Nhưng mà như thế là gian dối đấy cô ạ. Em trả lại cặp cho cô đi, bọn mình không đủ tiền mua đâu. Cô đã nói thế rồi mà. Nhưng đấy là gian dối, bố mẹ đã dạy rồi mà. Em mau trả lại cặp cho cô đi. Chị ơi, cho em nhờ tí ạ. Hôm qua em có mua 2 cặp này bên mình, mà không biết là chồng em cũng mua rồi, thành ra thừa ấy ạ. Hay chị cho em trả lại được không? Được mà. À cô ơi, cô có thể bán cho bọn cháu 2 cặp này với giá ngày hôm qua được không ạ? À, được chứ. Dạ đây ạ. Chị cảm ơn cô. Không có gì đâu. Cầm quay mè lại. Spider-Man. Hôm nay bắt đầu khai giảng rồi đấy. Có chiếc cặp mới. Em nhớ phải thật học giỏi này. Và không được nói dối nữa đâu đấy nhá. Vâng ạ. Em hứa với chị là em sẽ học giỏi và không gian dối nữa đâu.